Bèo nó bờ trôi hết rồi, giờ mưa to này. Anh em bữa đang vẫn là ăn cá thôi mà chưa ta. Ui, cắn các bác ạ. Để rung rung phao anh em xem nhé. Nó vừa lý ngã đè luôn. Ui, hôm nay bèo nó ngả vào nhiều quá anh em này. Qua gió bão, ảnh hưởng gió bão, các bác nhìn này, chui vào nhiều dã man, mất luôn cái ổ của em rồi. Ổ của em thì em đánh vào đây mà mất luôn này. Qua đánh được con rô phi. Bây giờ này phải chọc ổ kéo ra đánh tiếp anh em ạ. Kình bèo nó về nhiều thật đấy. Anh em nhìn này. Dã man luôn. Nhiều bèo về nhiều này thành ra đánh rất là hay anh em ạ. Mùa này đánh bèo rất là hay. Cá người ta không kích được, người đánh sướng. Bèo giặc mây trôi. Hôm nay em đánh bằng cây bù 6T các bác ạ. Nâu ở chẳng có đánh cây này. Toàn đánh sự cường 10H này chơi bù 6T đi. Cây này bo cá thì phê thôi rồi luôn. Khoảng 23. Hôm nay buộc rây lưỡi ngắn quá anh em ạ. Cây trục hơi ngắn. Người ngắn này quạt thì nó có lực hơn. Của sinh dã mồi luôn ạ. Mồi tính anh em. Trên phao thì đang có tăm anh em kìa. Đang đấy thôi. Đấy, coi nhìn đang gặm kìa, này chắc rùa rồi. Lùi, rùa à, hàng rồi anh em ơi, rùa. Lùi, rùa à, hàng rồi anh em ơi, rùa. Wow, wow, còn to, to anh em ơi. Ui, phê. Wow, wow.
không phải rô anh em, mà con này to, con này to. À được, mày chạy ha. Wow wow wow, phê phê. Ủa ơi, con bự 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 anh em ơi. Wow mày. Ủa ơi, được được của nó anh em ạ. To. Nhúc. To. Chép 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 anh em ơi. Đấy rồi, chạy đâu. Con này, con này, con này phải phải vớt anh em ạ. Chạy à. Vớt 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 vớt. Mày cứ chạy bỏ mắt con ơi. Vượt 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 đài nó hơi ngắn nhỉ. Ủa này đi mang một cái vượt đài anh em ạ, nó hơi ngắn. Ai à, vào vào vào. Tỏ đấy. Chết rồi. Cái này phải lội xuống anh em ạ. Nào, nào kê cái vượt dài hơn, vượt có 2m7. Vào đây. Wow. Ok. Rít nhanh này. Mày rít nhanh này. Mắc quá, rầy rầy ngắn. Wow. Con này to đấy. Đẹp chưa? Dí sát đây. Ui, đánh. Người đánh, đánh kinh thật. To đấy anh em ạ. Này chấp được à? Này chấp 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 được. Cho cái túi đã. Chấp được. Túi đâu nhỉ? Đây đây. Mướt mượt mượt luôn. Rít quả. Tuyệt đẹp. Wow. Con đầu tiên. Đây là lục lỗ to to đấy anh em. Tầm nó đã không sướng nha anh em kìa. Vào cứ dập lên dập xuống phê. Vào dập lên dập xuống nhìn phê hết cả con mắt. Mẹ gặp này cổng luôn. Úi giời. Mày gặp này đồng luôn. Úi giời. Ây à. Mày gặp này lóng luôn. Ủa ấy. Ui ôi chết rồi. Mắc đây anh em ơi. Ê giời. Mắc rồi đâu. Đèn đấy à. Kéo này bóng đóng mắc vào đây rồi. Ui. Ê, đau đầu ấy. Cái này còn không ấy. Xuống gỡ rồi. Cái này mình xuống ấy anh em ạ, nó mắc kia không kéo được. Đèn thế nhỉ. Không biết còn không anh em ạ. Ướt thế này. Không biết còn anh em ơi. Giời. À đấy, vẫn còn thứ này anh em ạ. Đây đây. Ui. Chết rồi. Bong bong rồi anh em ạ, phí thế. Ui giời ạ. Con này to đấy anh em ạ. Ui giời. Đèn như chó mực. Mắc ổ béo đánh toang thịt anh em ạ. Này chấm đen à. Ui giời.
Toạc thì rồi. Ướt cả người. Tiếc quá anh em này. Tao đóng màu kia lúc em nhấc ở đây nó vẫn còn đổ bộp. Thế quá bác ạ. Vậy này to này em anh em nhìn này. Nó đóng thùng cái này có gì nữa nó so AK nó mịch. Để lấy nét anh em xem. Lấy nét anh em xem. Đó. Các bạn nhìn nữa thêm AK nó kinh điển thế này nó đóng thùng hai cái này cơ mà căn bản là nó căng quá nó đóng nó mắc vào bèo nó căng quá lưỡi mình nó bén quá đánh toàn thịt luôn đỉnh thế này mà hai vảy mà còn bóng vào đó thì con này số nó quá là may mắn đấy các bác ạ. Phải nói cực kỳ may mắn tiếc thế à giỏi nãy thì có sót ruột không rồi chứ qua nhìn này thôi hành tiếp anh em nhé. Là bắt đầu thấy hạt tăm lẩy ở gốc chân phao anh em ạ. Cứ thấy hạt tăm lẩy phao kiểu gì cũng có hàng vào. Đấy anh em nhớ, băm ngay. Mày chạy này, mày chạy. Ui, này này hàng rồi anh em ơi. Ui giời, ui, này phê rồi, phê. Mày chạy này ra ui nó lút à lút này chạy đâu to cái này to wow kỳ mày chạy đâu nên 46T của anh mày chạy vào mắt chạy vào mắt nheo anh em ạ nheo á chả phê anh em ơi khỏe thật ui rùa của này nó mà cần 46T nó mềm đánh sướng thế đóng thẳng lưng á chả ôi cái vật anh em ạ phải vật con này là phải vật con này là phải vật mới lên được nhé ông anh em vợt này nó ngắn quá ướt người vào đây lui vào đây thủy quái rồi phải vớt cá này hơi cồng cành đóng được cá một chuyện vớt được cá lại một chuyện nữa vịt không vào rồi chứ ai à này rùa nó lên cái vợt anh em ạ ấy thế này thì xong xác ủa đẹp luôn kình nó đóng thẳng vào lưng anh em ạ con này có trên lai chứ không phải là con nheo anh em ạ con này còn trên lai đẹp quá con nuôi lưỡi ạ cho ngày túi này trên lai hàng đấy chứ hàng đâu wow ok đó. Tầm này chưa đấy anh em ạ khả năng anh em tôi cho mấy con cá vào nướng ăn trưa quá ạ này được có mấy con cá cũng cho vào nướng này được con chép to phết đấy luôn nhỉ ngắn thật luôn này đỡ số ngắn này gác cái này không gặp lửa tiếng rồi hết ạ à. Ok em giờ mình tiếng đặt ở đây quá trên nó hết lửa lại
đầy lá mơ lông các bác ạ. Toàn đồ tự nhiên thôi. Toàn thì thấy đây luôn. Đây này anh em có để trong nửa đốt. Em tôi cho đây là cái bùi nhùi đấy tí đốt anh em ạ. Cái nhà củi đây đốt luôn. Anh em tôi nướng cá đồng đội mang bia luôn cho này. Chào anh em. Cái này thì uống cái này có mà say bằng chết các bạn. Vừa bia vừa đá luôn. Ok, này cho cái thùng. Không à. Hay con này. Anh em tôi cho nên nướng luôn các bạn. Thì con này quả thằng em. Con này bé, mình được con to. Ấy con này mình vẫn ngáp không luôn các bác nhá. Thằng em con bé đây, hay con chê của em đây. Cho lên nướng luôn. Đấy. Thế đấy kẻ bộ một cây để cái bộ một cây ngang gác ở giữa. Xe chiều. Tính chặt đi. Con đấy này đôi cân. Cận. Con này cho om dưa này. Con này cho om dưa để cứ để nồi trên bếp cho sủi nhá. Ăn đến đâu thơm lắm anh em ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Sáng em cầm về. Om dưa trong em. Cầm bếp ga ăn đây. Con này khả năng lật được con chê này khả năng lật được. Được. Chín khô rồi. Vậy. Nó phải vậy nó mới ngon. Đấy tí bóc vậy đi. Bóc vậy ngon. Nó mới vừa tầm. Đấy, tuyệt vời. Cái quả đầu. Dã man. Đầu nó sụp. Wow. Đẩy nuôi con cá nó lên trên một tí rồi cái con cá chép kia nó còn gió nó tạt đây em sợ nó tạt đây. Cá chín đây. Bèo chùi ác quá anh em nhỉ. Chùi. Nhà ông ngỗng mới dùng được, nhưng mà ông ngỗng này ông sắm mấy quan 12V đấy mà dắt bảo tần cắm nhầm mới bị cắm nhầm. Mấy quả chảy mấy cái. Thank you.
này phải mang đi đúng bia anh em, anh nhìn chưa, chục chai, 10 chai bia tương đương với 10 lít cá đây, quan trọng là cá. Ở chỗ em là cô thì nó tiện, nó gần ngay thị trấn các bạn, thành ra đồ mua rất dễ, nhìn trèo qua kia cái là than này, bia này, các đồ kiểu đều có hết luôn. Xe cổ còn chạy mầm bên ngoài các bạn, đấy hạ hạ luôn xuống đấy kìa, ok vừa đang hạ như này là đẹp đấy, một chè ngon thế, trồng hơi thấp. Phê luôn. Bắt con này đã xử lý trước nhỉ? Ăn con này trước đi, hai mấy anh em mà ăn con nhỏ trước. Rồi tí cho hai con to sau. Sợ hai con to nó chưa kịp chín ấy. Ngon đấy anh em ạ. Con này con thằng em nó câu được đấy. Món cá nướng. Anh cứ thích cái món mực ấy. Cái quả này bắt đầu giờ mới bóc vảy ra này, nó không bị cháy. Thịt bên trong cá nướng không phải để cả vảy. Trước nướng con chấm đen hơi sai, dốc hết vảy đi. Dốc vảy đi thì nó bị dễ bị cháy. Dốc vảy thì phải nướng ngọn lửa lớn. Rồi xin mời anh em nhá. Mời cả các bác nhá. Cảm ơn tôi nào. Đói quá. Thơm thật. Nóng bỏng luôn. Tuyệt vời. Hơi nóng. Quá ngon, thịt chay. Đúng cá thiên nhiên khác nha. Chấm thịt. Ăn sướng nhỉ. Cái cá nướng than này bao giờ nó cũng có một cái vị thơm. Nào, anh em muốn nào. Khỏe quá. Mát thật. Con trê nó quát này. Nào. Mất có 300-400 nghìn được. Anh em nào tay to bóp bốc con chép to vào này. Con này ngon luôn đấy các bạn. Chép được ấy. Con này chín rồi. Chê dần nó bụng mà đốt cái lá rồi chú đợi bắt đầu. Em vừa cố giật. Ui giời, bèo bèo chui mất nỗ chứ mất ổ đấy anh em này. Vừa giật được một con thì bỏ mất phí quá. Giờ bèo chui mất ổ này. Đấy, tìm hai cái lá bèo, cá cũng như anh em. Mai sáng được mấy con này. Không cần đâu em ơi. Anh ấy găng tay. Có được không? Nó bỏng. Tuyệt vời. Sướng nha. Quá nét luôn. Tốn bia đấy. Ngon luôn anh em ạ. Đau kiệt đó. Ổ bèo cho nó trôi mất, nó mất ổ mới đều gió thổi. Thế mới đau đầu. Này tính mang quạt ắp quy đi. Mẹ mang cái đấy đi mà hai mẹ con ở nhà mất điện chửi ơi. Quạt đấy thổi kinh quá. Không nhưng quạt đấy nó cũng chỉ được mấy quạt đấy nó có cái nấc thổi vừa vừa. Có ba nấc cơ. Thổi vừa thổi ấy. Quạt đấy nó dương có chỉ được mấy tiếng thôi. Bắt đầu nó yếu rồi. Anh hôm trước anh mua cái quạt năng lượng mặt trời mà về chạy yếu quá. Đây. Bắt đầu là mà chờ 900 nghìn đi thì không đúng cứa này anh nhìn thịt vàng đấy, đã bảo là đúng là mình nên cứa từ đầu nhá thì ủa, nó chín nhanh mà nó ngon hơn đấy. Chê em ấy, em bắt ở đầm ông anh bên Phục nên con ấy 8 cân thế vừa, thế là em cũng lọc cái thịt ra xiên em nướng, em ướp giường xả em nướng cứng em nướng thịt chó ăn nó ngon kinh nhận, ăn nó dai anh em nhìn thịt dai nhất thịt gà. Cá chê, ú bỏng quá, bỏng đã man. Thơm á. Bây giờ bồi đến 4 lần súp rồi đấy. Ăn nó phải thế. Thứ của em đi thích mở quán. Thì ta thì tê vững tí rồi. Bắt đầu trời mưa đấy anh em này. Mưa to trời vừa mới tầm 4 giờ sáng rồi. Mèo nó vừa trôi hết rồi, giờ mưa to này. Anh em vừa đang vẫn là ăn cá thôi mà chưa tăng. Ui, cắn. Cắn các bác ạ. Để đun đun phao anh em xem nhé. Nó vừa lý ngã đè luôn.
dính phát đào luôn này. Lên phát đào. Trời nó mưa to quá anh em này. Ở ngoài kia nó mù mịt hết cả mây trời luôn. Phao của em nó vừa đè là 2-3 phát nhưng mà giật không kịp á. Đây các bác nhìn này. Đây là máy em còn mới quay nên giật không kịp. Anh em đang ngồi ăn uống với nhau thì ra là nó cứ lỡ dịp ấy. Còn lẽ ra hôm nay nếu mà để mình giật ấy thì chắc là nó sẽ được rất là nhiều luôn. Nhưng mà không kịp các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Anh em vừa ăn uống với nhau và cá mắm mà để đầy luôn. Mà cá đè rất nhiều luôn anh em ạ. Không biết là kiểu sao mà trời mưa cá đẻ rất nhiều luôn mà sao cứ bấm máy xong cái này nó nỡ qua mất. Ủa phê quá.